các mô hình nướng, lẩu tại bàn luôn được ưa chuộng trong các loại hình kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Đây là mô hình thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong ngành ăn uống và rất nhiều quán kinh doanh thành công. Mô hình nướng lẩu tại bàn là mô hình kinh doanh rất tối ưu về nhân sự bếp và nhân sự phục vụ, tốc độ bán hàng nhanh, giảm thiểu chi phí nhân công và cơ hội kinh doanh thành công rất cao. Nhằm đem đến những hiệu quả đầu tư cho học viên, thầy Y đã nghiên cứu thành công các giải pháp đưa hệ thống bếp những mô hình quán nướng, lẩu theo mô hình bếp trung tâm được tổ chức theo hướng công nghiệp. Thầy đã triển khai giảng dạy cho nhiều học viên, đưa ra những giải pháp sản xuất các loại sốt nướng, sốt chấm, sốt lẩu, sơ chế và đóng hộp các loại thịt, hải sản, rau, củ hoàn toàn theo hướng công nghiệp, có thể sản xuất với số lượng lớn và giảm giá thành, nhân công rất đáng kể. Chị Loan hiện đang sống tại Bình Phước đã tìm đến thầy Y để học bí quyết sản xuất những loại sốt nướng và lẩu tại bàn. Chị đã được thầy Y truyền dạy các bí quyết sản xuất các loại sốt ngon và đẳng cấp để ứng dụng cho các món nướng. Hôm nay một ngày đầu tháng 4 năm 2022, thầy dạy cho chị Loan, chị ở Bình Phước. Chị là rất đam mê về ẩm thực, thành ra mong muốn là học cái bí quyết của thầy về cái món lẩu và nướng. Mà đây là cái kiểu nướng lẩu theo kiểu tại chỗ, tức là tại bàn ấy. Là nướng lẩu ăn tại bàn. Thì những cái mô hình mà nướng lẩu ăn tại bàn thì rất là ưu điểm, tại vì cái khâu chuẩn bị cũng như khâu chế biến sẵn những loại sốt, như sốt lẩu, sốt nướng thì nó rất, cũng như sốt chấm thì nó rất là nhanh. Và nó sẽ rất là giảm được cái nhiều nhân công trong bếp. Và thầy hướng dẫn cái cách làm sốt ha, bốn loại sốt đó. Chị học bốn loại sốt nướng ha, sốt Âu, sốt Tây Bắc, sốt Cajun, sốt xuyên tiêu đó, cùng với bốn loại nước chấm kèm theo. Thì thầy hướng dẫn từ cái khâu mà sơ chế những cái loại thịt, hải sản đó, thầy hướng dẫn chọn những cái loại thịt nào để dùng để nướng cho con heo, bò ha, cũng như là hải sản đó, cả cá nữa để dùng trong cái món nướng. Thầy hướng dẫn cái sơ chế rồi cắt thái, đóng hộp, đóng gói để bảo quản đông rồi bảo quản mát, rồi hướng dẫn xử lý các loại rau củ để nướng ăn kèm. Các loại sốt nướng ngon như sốt Cajun, sốt nướng Âu, Tây Bắc, sốt nướng xuyên tiêu khi kết hợp với các loại thịt nướng sẽ rất ngon và độc đáo. Các loại sốt chấm hải sản, sốt chấm Âu, sốt chấm Trung Hoa sẽ tạo hương vị đặc sắc và đa dạng. Lẩu Trùng Khánh là món lẩu đặc biệt hấp dẫn, có thể kết hợp với nhiều loại thịt khác nhau như tôm, cá, mực, bò, heo và các loại rau củ ăn lẩu. Lẩu Thái là món ăn nổi tiếng của Thái Lan, đã được cải biên và trở thành món lẩu ngon và phổ biến tại Việt Nam. Mình là Loan đến từ Bình Phước. Em vô tình một lần biết đến thầy Y thì mình có theo thầy Y để học về bí quyết nướng và lẩu. Thì sau khi mình học với thầy thì mình rất là tự tin về những cái kiến thức mà thầy truyền đạt. Cho nên là mình sẽ áp dụng vào cái việc kinh doanh của quán mình tại Bình Phước. Phương pháp của thầy dạy truyền đạt với mình thì thầy cho mình cái công thức và cái cách làm rất là dễ tiếp thu và dễ áp dụng vào thực tế cho cái việc kinh doanh của mình. Thầy thì rất tận tình chỉ cho mình rất là tỉ mỉ từng bí quyết nhỏ để mình có thể áp dụng thành công hơn trong cái mô hình kinh doanh của mình trong tương lai. Thì sau buổi học này thì thầy đã tiếp cho mình cái năng lượng rất là tích cực và tự tin hơn khi mà mình áp dụng vào thực tế để kinh doanh. Nên là muốn gửi đến thầy một lời cảm ơn chân thành nhất và mong thầy có nhiều sức khỏe để mà thầy có thể tiếp tục với công việc truyền lửa cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ có thể tiếp nối với cái ngành này. Những bí quyết chế biến của thầy Y rất đơn giản, chế biến theo hướng công nghiệp, giúp cho chị Loan dễ dàng tiếp thu và có thể kiểm soát hoàn toàn chất lượng món ăn, giảm giá thành, giảm nhân sự bếp rất đáng kể và giảm thiểu rủi ro từ con người. Giờ đây,
chị Loan có thể tự tay sản xuất, chế biến các loại sốt nướng, sốt chấm và lẩu ngon để triển khai kinh doanh ngay tại nhà hàng của mình tại Bình Phước. Chúc chị gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.